Một mẫu máy rất là sang trọng đến từ thương hiệu Didavole, một thương hiệu nổi tiếng tại Thượng Hải. Và Mel Vashon chính là đại lý chính thức của Didavole tại Việt Nam. Và thật sự luôn là đợt vừa rồi thì Mel Vashon về khá là nhiều những cái mẫu máy của Didavole và được rất là nhiều chị em thích. Có lẽ rằng là mọi người đang cần tìm những cái mẫu váy thật sự cao cấp này, và nó phải được tính kết thật là tỉ mỉ để mọi người nhìn mọi người sang trọng hơn, quý phái hơn. Đặc biệt là đang cần tìm những mẫu váy để mọi người có thể xuất hiện trong những dịp sang trọng đó. Thì Didavole luôn nổi tiếng rồi với những mẫu váy mà được tính kết tỉ mỉ này, họa tiết cầu kỳ này. Và em này cũng không ngoại lệ luôn. Đây, mọi người thấy này. Đó, đính cườm này rất là cầu kỳ tỉ mỉ luôn. Đó, siêu tỉ mỉ nhá. Và em này là em dáng suông nên là sẽ giúp cho chúng ta che khuyết điểm rất là tốt nhé cả nhà nhé. Tay thì là dáng tay bồng rất là xinh. Chất liệu thì mọi người thấy là nó sẽ có hai lớp, lớp bên ngoài và lớp bên trong nữa. Lớp bên trong thì sẽ là lớp lụa như thế này đó, nên là mặc thì nó sẽ có cái độ đứng form và lên form siêu chuẩn luôn. Đây, và khóa kéo thì sẽ ở đằng sau, mọi người mặc rất là dễ dàng. Mặt đằng sau của nó cũng được thiết kế rất là đẹp này. Đây là mặt đằng sau, đây là mặt đằng trước. Didavole thì luôn có những cái nhà thiết kế rất nổi tiếng tại Trung Quốc để họ có thể thiết kế lên rồi, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi mua những cái mẫu váy đến từ Didavole nhé.